xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Mình đang ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước mặt mình là một chung cư cực kỳ nổi tiếng của Sài Gòn. Đó là chung cư cà phê. Đây gọi là chung cư cà phê các bạn ạ, tại vì là các căn hộ trên này đa phần đều là quán cà phê hết. Nhưng mà hôm nay mình không quay về cái chung cư này nhá. Hôm nay trải nghiệm của mình là đi xe buýt 2 tầng. Mới gửi xe xong nên là mình nhìn thấy cái chung cư này thì mình chạy sang đây thôi, để mở đầu cho cái video này thôi. Còn hôm nay trải nghiệm của mình sẽ là đi xe buýt 2 tầng hop on hop off. Mình đặt vé ở trên mạng. Cái hop on hop off này các bạn có thể đặt trực tiếp ở trên mạng, hoặc nếu mà chỉ đi xe buýt không thì các bạn có thể đến Bưu điện thành phố này, hoặc đến số 96 Nguyễn Huệ nhá. Các bạn có thể mua vé tại đó luôn và đứng chờ xe ở đó, đến giờ thì lên thôi. Thì cái vé của cái xe buýt 2 tầng này nếu mà chỉ đi một vòng thôi ấy thì có 150k thôi. Nó sẽ đi khoảng 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi gì đấy, mình không nhớ lắm đâu. Nó có nhiều mức thời gian và tương ứng với mỗi mức thời gian thì nó sẽ là một cái giá khác nhau. Ví dụ như là cái vé 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đấy là cái vé ngắn nhất ấy, là đi một vòng thôi, không hình như là không dừng để cho các bạn check in những cái điểm đến ấy, thì chỉ ngồi trên xe không ấy thì là 150. Còn có vé là 4 tiếng này, có vé thì 24 tiếng, và có vé hình như 48 tiếng. Thì ví dụ như trong cái 4 tiếng đấy các bạn đến cái điểm chẳng hạn như phố đi bộ Nguyễn Huệ này, thì các bạn có thể đang đi ở cái xe này, các bạn dừng lại, các bạn xuống. Cái vé nó sẽ có hiệu lực trong 4 tiếng nhá. Các bạn xuống bạn chơi ở trên phố Nguyễn Huệ này, lúc sau bạn lại lên cái xe khác cũng được, miễn sao vẫn là cái của hop on hop off. Đấy, hôm bữa mình có hỏi như vậy. Thì các bạn không cần phải đặt online, các bạn có thể đến thẳng cái điểm xe nó đậu ấy, các bạn mua vé ở đó luôn. Còn nếu như mà như mình ấy đặt online ấy thì cũng vẫn phải lên trên cái điểm đó nữa để đi nhá. Cái vé của mình nó sẽ khởi hành lúc 5 giờ chiều. Mình mua cái vé này là cái vé kết hợp luôn cả ăn tối ở trên cái tàu du lịch ở trên sông Sài Gòn ấy. Cái đấy thì mình sẽ để video sau đi, tại vì nếu mà quay một lần khá là dài đấy, thì mình sẽ tách ra đây cho các bạn đỡ nản. Thì cái video trong ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ quay cái trải nghiệm là đi xe buýt 2 tầng này nhá. Đây, trước mặt mình là cái điểm đón đấy, điểm đón của xe buýt. Chưa đến giờ đâu, nhưng mà giờ mình sẽ ra sớm trước. Bây giờ nó mới có 4:40 thôi, còn 20 phút nữa xe sẽ chạy. Mình sẽ ra mình hỏi nhân viên, nó có nhân viên hỗ trợ trực tiếp tại điểm đón luôn, thì mình sẽ ra đó. Còn bây giờ mình đi ra đó đã nhá. Rồi, xong rồi khi nào lên xe thì mình sẽ review lại tiếp. Ok, mình đã có mặt ở trên xe rồi nha các bạn. Đây, mình đang ở trên tầng 2 luôn, ở dưới này là tầng 1 này, ở trên là tầng 2. Hôm nay đẹp trời lắm, ngồi trên tầng 2 ok. Nhưng mà trời ơi, đa phần là khách quốc tế thôi các bạn. Thì cái này nó hay lắm bạn. Cái ghế này nó có cái hướng dẫn này này. Nè. Đó, xong rồi là các bạn đeo tai nghe vô rồi là ví dụ như có tiếng Anh hay tiếng Việt gì đấy, nó hình như nó giới thiệu về những cái điểm tham quan mà xe nó đi qua đấy, đúng rồi. Thì mình đang ở trên xe rồi, thì chút nữa mình sẽ xe chạy thì mình sẽ quay những cái điểm mà du lịch mà xe đi qua nhá. Ví dụ như là đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ này, đó. Khách sạn Rick, kiểu khách sạn 5 sao đấy, mắc tiền lắm. Đấy, bên này là nhà hát thành phố này. Cái này
cũng là một điểm du lịch khá là nổi tiếng của Sài Gòn đấy bạn, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu. Đến bữa nào mình có thời gian rảnh mình sẽ tìm hiểu xem nó như thế nào. Nếu có thể mình sẽ review cái nhà hát thành phố cho các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chờ để cho đến giờ xe chạy thôi. Đó, đây là các bạn nhân viên hỗ trợ được các hướng dẫn viên. Ok, còn 10 phút nữa thì xe sẽ chạy. Mình sẽ chờ. Ok các bạn, xe bắt đầu đi rồi nha. Mình sẽ tiếp tục. Mình tính ngồi ở trên đầu cũng mà nó cao quá sợ che hết mọi người, nên là mình sẽ xuống phía dưới này để ngồi cho nó dễ. Trước mặt mình là một bạn du khách hình như người Hàn Quốc. Đây là điểm đến đầu tiên là cái gì ta? Ủy ban thành phố. Bữa nó có mở cửa tính vé thôi chơi mà không mua được vé bạn ạ. Nó ít vé. Đây là Bưu điện thành phố. Rồi chúng ta sẽ đi ra khỏi đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp tục, nhưng mà đi giờ này thì khá là kẹt xe. Đặc trưng của Sài Gòn các bạn ạ. Mình ở Sài Gòn cũng chục năm nay rồi, nên là mình cũng khá là quen rồi, cũng bình thường thôi. Trên này trên xe nó có giọng của hướng dẫn viên nhưng mà sử dụng tiếng Anh nha bạn, mình nghe chẳng hiểu cái gì không. Chúng ta sẽ đi tiếp. Nhưng mà mình đứng lên thì sợ ở đằng sau nghe thấy không thấy hình ấy. Mình xem điểm đến tiếp theo đó là điểm nào nhá. Điểm đến tiếp theo là nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà bạn ạ, nhưng mà cái nhà thờ này nó đang sửa chữa còn lâu lắm, mấy năm nữa mình sẽ vào mình quay sau. Bữa Noel có lên quay rồi đó. Các bạn có thể coi lại video trên kênh của mình nhá. Gặp một cái xe của hãng khác hay sao mình không biết. Đó. Đây, nhà thờ Đức Bà đây. Hết Noel rồi. Nhưng mà vẫn còn là đèn chắc để hết năm quá. Như vậy nãy giờ mình đã thấy đi được qua hai điểm. Một điểm là Ủy ban nhân dân thành phố, bây giờ là nhà thờ Đức Bà, và đối diện nhà thờ Đức Bà là Bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố cũng là một điểm mà đã được mình review nhá. Đây, Bưu điện thành phố. Rồi. Mát quá bạn ơi. Đi vào giờ này thật tuyệt. Mình xem điểm đến tiếp theo của chuyến xe buýt này nó ở đâu nha. Như vậy là đã qua được 3 điểm là Ủy ban thành phố, nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố. Bên này là Diamond Plaza. You can see the street is very airy and beautiful, thanks to the parks on both sides and the greenery in front of the governmental offices. On the left are the General Consulates of France and the US,
on the right of the Sài Gòn giờ tan tầm rất là đông xe các bạn. Trước mặt mình là cây cầu Thủ Thiêm. Ta sẽ đi lên cầu Thủ Thiêm. Cái chuyến hành trình này là gì mình không có coi bản đồ nha bạn. Cho nó bất ngờ. Ôi, đi xe này khá là gió đấy. Mình sợ tiếng của cái video nó sẽ ồn đấy. Tại mình lại cũng không đem theo mic không dây. Thôi, thông cảm đi kệ. Mình nhìn thấy điểm tiếp theo là hồ con rùa các bạn ạ. Đây hồ con rùa, bữa nào mình lên mình sẽ quay cái khu vực của hồ con rùa này. Buổi tối người ta ăn uống nhộn nhịp lắm, ăn vặt, đồ ăn vặt. Nhưng mà mình chưa có lên đây. Nè đây là hồ con rùa. Đó, đây nó cũng là một địa điểm vui chơi khá nổi tiếng của các bạn trẻ ở Sài Gòn này đấy. Hồ con rùa này các bạn buổi tối lên đây ăn vặt rồi chụp hình check in với các kiểu cũng được. Mình cũng chẳng hiểu sao nó lại gọi là hồ con rùa nữa. Bây giờ là bên đường Võ Văn Tần này. Con đường này buổi tối đẹp lắm, nó có hai cái hàng cây cổ thụ ở hai bên. Ở Sài Gòn này những cái hàng cây cổ thụ giờ còn rất là hiếm, người ta chặt đi để mở đường rồi thì xây dựng các kiểu ta để mình xem đến tiếp theo là gì nha. Từ nay đến giờ có một điểm hồ con rùa là mình chưa có review qua này, còn lại mấy điểm thì mình đã review rồi. Để xem điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nhá. Ok. Đây là công viên 23 tháng 9 này. Hôm bữa mình mới đi quay cái khu The Prey Underground ấy, ở khu này đấy mà. Là trên dưới lòng đất ấy, không vui chơi dưới lòng đất ấy, mình mới quay xong ấy. Giờ mình đi qua này. Mình nhìn nó ở bên góc bên kia kìa các bạn.
Đây là kia kìa, bên kia kìa bạn, Central Market à, bên đó, đó, đây, trục chính của nó đây là, đấy, đây bên đây, nhà hàng đây bên đây à, đây này, trục chính đây này bạn, đây này, hôm bữa mình hướng Noel ở đây này bạn. Bạn nào chưa coi cái video về cái khu vui chơi dưới lòng đất này thì các bạn có thể coi trên kênh mình nhá. Đó. Rồi điểm đến đây khu vui chơi dưới lòng đất. Còn bên kia là Bitexco. Bitexco mình cũng có video về Bitexco này nha, các bạn nào có thể coi trên kênh của mình nếu bạn nào chưa coi. Rồi chắc là hết một vòng rồi đó bạn. Half of the station was turned into the park now. The old railway station was demolished in 1983 and the new one has been built for him this. Mình đã nhìn thấy điểm đến tiếp theo là chợ Bến Thành. Chỗ này nó là ga ngầm metro này bạn, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thành. Đây này, cái nhà kính tròn này là ga ngầm metro nha, bên kia là chợ Bến Thành. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là chợ Bến Thành. Đó, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành mình cũng đã có video rồi nha. Buổi tối chợ Bến Thành cũng đẹp ạ. Ngày xưa nó có cái vòng xoay Quách Thị Trang ở đây nó mới đẹp, giờ nó đẹp tiêu rồi. Nếu các bạn để ý Sài Gòn cách đây mấy năm thì nó còn cái vòng xoay Quách Thị Trang ở đây nó mới đẹp này, giờ nó không còn cái vòng xoay đó nữa rồi. Thật là tiếc. Đây. Chắc giờ là điểm cuối rồi các bạn. Ồ. Trước mặt chúng ta là tòa nhà tháp Bitexco. Chắc đây là điểm cuối rồi các bạn, tại vì chúng ta sẽ lên tàu ăn tối ở cái khu này này bạn ơi. Mình cũng chẳng biết là lên tàu nào nữa. Bến Nhà Rồng mình cũng có rồi nha bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái chuyến xe buýt 2 tầng ở đây nha. Điểm cuối cùng của chuyến xe buýt là cảng Sài Gòn. Giờ cái trải nghiệm tiếp theo của chúng ta sẽ là lên trên tàu ăn tối. Mình cũng chưa biết đó là cái tàu nào, cả chút nữa mình sẽ lên mình quay phim review cái tàu đó nha. Còn bây giờ thì cái video này mình xin tạm dừng ở đây nha. Cái video về ăn tối trên tàu mình sẽ tách riêng ra thành một cái video nữa. Giờ thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình trong suốt cái thời gian vừa qua. Mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video về cái xe buýt 2 tầng ở đây. Đó là một điểm mà
đặc biệt của cái xe buýt 2 tầng này là các bạn đi cái này anh có cái tàu luôn ạ? À? Có. Cái này các bạn đi chơi không cũng được, còn các bạn mua vé combo nó lên tàu ăn tối luôn cũng được. Kia là mấy anh chị vừa nãy mình quen ở trên tàu. Là chúng ta sẽ lên ăn tối cùng với cả các anh chị đó. Còn đâu bây giờ để mình check in cái vé lên tàu này đã nhá.